Chào các bạn. Suốt một tuần qua thì trời Sài Gòn rất là mát mẻ. Mát lạnh luôn đó các bạn. Lạnh như là mấy tháng mùa đông vậy đó. Buổi tối á, mà nhiệt độ cao nhất chỉ có 31 độ C thôi. Còn buổi sáng thì cứ 28 cho tới 29 độ. Như sáng hôm nay là có 28 độ thôi. Suốt ngày nhìn lên trời á, hầu như là chỉ thấy mây mù. Có thể đó là lý do khiến cho hai con ly mới mua của mình á đã siêng ăn hơn. Đặc biệt là trong tuần vừa qua thì hai đứa nó đã ra ăn rất là đều luôn. Trước đó tụi nó rất là biếng ăn nha các bạn. Mình mua hai con này ngày 1 tháng 5 á thì phải đến ngày 16 tháng 6 con đầu tiên nó mới chịu ra ăn, là con đậu xanh. Tính ra là 1,5 tháng nó mới ăn đó. Món đầu tiên nó ăn ở nhà mình là món đu đủ. Rồi cách đây vài ngày là ngày 15 tháng 7 thì con thứ hai cũng đã chịu ăn, là con mãng cầu. Cái con mãng cầu á, màu của nó nhạt hơn con đậu xanh nha các bạn. Món đầu tiên con mãng cầu nó ăn ở nhà mình là món chuối chín. Tính ra là nó nhịn đói được tới 2 tháng rưỡi. Rất là lâu luôn. Mà thức ăn á, là mình cũng để trước cửa hàng mỗi ngày nha. Mình không có cho ăn cái kiểu ngày ăn ngày nghỉ đâu. Vậy mà tụi nó cũng chẳng chịu ra ăn. Hai đứa này thì mình nuôi theo kiểu là không phun sương. Mình thấy những con mà nuôi theo kiểu không phun sương á thì tụi nó rất là biếng ăn. Ăn ít lắm, rồi cũng ít hoạt động nữa. Nhưng mà nuôi kiểu đó thì mình sẽ rất là nhàn. Hồ nuôi cũng rất là đơn giản. Không có dây điện hay là ống phun sương gì hết á. Khi mình cầm hai đứa nó lên thì râu ria của tụi nó vẫn còn khá là linh hoạt, phản xạ cũng khá là tốt. Thì tình hình của hai con này nó đang tạm ổn, cho nên là mình báo cáo cho các bạn biết vậy đó. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.